khán giả của kênh tin bóng đá xin chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và thành công sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn mở đầu bản tin bóng đá hôm nay ngày 29 tháng 8 chúng ta sẽ điểm qua kết quả các trận thi đấu bóng đá diễn ra đêm qua và dạng sáng nay tại vòng loại cuối cùng cúp C1 châu Âu câu lạc bộ Young Boys giành chiến thắng 1-0 trước Galatasaray Trung cuộc đại diện Thụy Sĩ đã có chiến thắng 4-2 trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ để đi tiếp vào vòng bảng Champions League. Tương tự Sparta Praha có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Manmo của Thụy Điển để điền tên vào vòng bảng Cúp C1 năm nay. Ở các cặp đấu khác RB Sanburg để cho Dynamo Kyiv cầm hòa một đều nhưng có có chiến thắng chung cuộc 3-1 xua hai lượt trận. Câu lạc bộ Dynamo Zagreb có chiến thắng 2-0 trước Karabakh chung cuộc đại diện bóng đá Croatia có chiến thắng 0-5. Sao đỏ Belgrade có chiến thắng 2-0 trước đại diện Đan Mạch BOD Klim, Salavia giành chiến thắng 2-1 trước LOSC Lille, Slovan Bratislava giành chiến thắng 3-2 trước Midtjylland. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, kết quả các trận đấu diễn ra dạng sáng nay như sau câu lạc bộ Valladolid dù được thi đấu trên sân nhà nhưng để cho Leganes cầm hòa với tỷ số không đều. Câu lạc bộ Athletic Bilbao có chiến thắng 1-0 trước Valencia trên sân nhà. Trong khi đó, câu lạc bộ Atletico Madrid bất ngờ phải chia điểm với Espanyol trên sân nhà trong khi đó câu lạc bộ Alas có chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Real Sociedad. Cũng diễn ra trong dạng sáng nay Wolves giành chiến thắng 2-0 trước Burnley, Ipswich thao nhận thất bại trên chấm luân lưu trước đội bóng hạng dưới Wimbledon, West Ham giành chiến thắng 1-0 trước Bournemouth, Brentford giành chiến thắng 1-0 trước Colchester, Southampton giành chiến thắng 5-3 trước Cardiff, Newcastle giành chiến thắng 4-3 trước Nottingham trên chấm đá luân lưu. Ở Cúp quốc, quốc gia Đức, hai trận đấu muộn nhất vòng 1 diễn ra đêm qua Leverkusen đánh bại câu lạc bộ Kaiserslautern với tỷ số 1-0. Trong khi đó, câu lạc bộ Bruen Munster nhận thất bại 0-5 trước Stuttgart. Về lịch thi đấu bóng đá hôm nay với các trận đấu đáng chú ý đặc biệt là bóng đá trong nước, vào chiều nay sẽ diễn ra giải giao hữu Cúp Tứ Hùng. Cụ thể vào lúc 17 giờ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó vào lúc 16 giờ câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu với Bình Định. Trong khi đó với bóng đá châu Âu vào dạng sáng ngày 30 tháng 8 sẽ diễn ra hai trận đấu muộn nhất vòng Ba La Liga, đó là cuộc so tài giữa Girona và Osasuna và Las Palma tiếp đón đương kim vô địch Real Madrid. Girona là đội bóng gây bất ngờ nhất ở mùa giải La Liga 2023-2024 khi giành được 81 điểm sau 38 trận để giành vị trí thứ ba và đảm bảo suất tham dự Cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Sau thành công đó, đội bóng xứ Catalonia đối diện với tình trạng chảy máu tài năng khi rất nhiều ngôi sao thi đấu ấn tượng đã rời đi như Savinho, Alex Garcia, Ian Coutu và vua phá lưới Atem Dobby ban lãnh đạo đội bóng đã nỗ lực thay thế những cầu thủ ra đi bằng cách bổ sung 10 cầu thủ trong suốt kỳ chuyển nhượng, nhưng những bản hợp đồng đó vẫn không thể giúp Girona khởi đầu nhanh chóng tại La Liga. Đoàn quân huấn luyện viên Misen bắt đầu chiến dịch bằng trận hòa 1-1 trên sân khách trước Real Betis, trước khi để thua thảm 0-3 trên sân của Atletico Madrid vào chủ nhật. Trong khi đó, Osasuna đang thi đấu ở chiến dịch La Liga mà không có huấn luyện viên Zagoba Araset dẫn dắt lần đầu tiên kể từ khi xuống hạng vào mùa giải 2016-2017. Huấn luyện viên Vicente Moreno được giao nhiệm vụ khó khăn là thay thế Araset và ông hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của việc có một khởi đầu tích cực sau thời gian ngắn làm việc tại Almeria, nơi ông bị sa thải sau 7 trận đầu tiên của mùa giải trước. Và những gì Moreno thể hiện phần nào đó giúp ông cởi bỏ được áp lực khi Osasuna hòa với Leganes trước khi đánh bại Mallorca của chính, người tiền nhiệm Araset vào cuối tuần vừa qua, sau khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà. Moreno hiện đang chuẩn bị dẫn dắt trận đấu sân khách đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Osasuna và ông hy vọng sẽ dẫn dắt Los Rosilos giành chiến thắng trên sân khách đầu tiên trước Girona kể từ tháng 6 năm 2016. Trong khi đó, sau ngày ra quân kém duyên khi chỉ thu về trận hòa 1-1 trước chủ nhà Mallorca, đội đương kim vô địch La Liga đã có thắng lợi ấn tượng 3-0 trước Real Valladolid. Real Madrid hiện tạm đứng thứ 5 với 4 điểm sau 2 trận bằng điểm với các đội Leganes, Osasuna Osasuna, Atletico và Rayo Vallecano. Chiều ngược lại, Real kém 2 điểm so với Santa Vigo và đại kình địch Barca. Ngoài ra, Real cũng đang bị đội đầu bảng Villarreal tạm bỏ cách xa 3 điểm. Tuy vậy, Villarreal lại đá hơn Real một trận và nếu Los Blancos có thể thắng ở vòng đấu này, họ sẽ quân bình điểm số với đối thủ và thậm chí có cơ hội chiếm luôn vị trí số 1. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi đối thủ của Real ở vòng này chỉ là Las Palmas đội mới có được một điểm và đang có phong độ rất tệ. Tính ra, Las Palmas chỉ thắng một trong 15 trận gần nhất. Trên sân nhà Gran Canaria, họ chỉ được hưởng niềm vui ở một trong 12 trận vừa xong. Riêng bốn lần chạm trán gần đây trước Real, Las Palmas toàn thua. Còn tiếp Real trên sân nhà ở bốn trận mới nhất, Las Palmas thất bại tới 3 và chỉ hòa một. Còn Real Madrid, họ không thua 10 trận sân khách gần nhất tại La Liga. Với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao và đang có đà tâm lý tốt, Kylian Mbappe và đồng đội nhiều khả năng sẽ lại có niềm vui